kính chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 60 giây hôm nay sẽ mang đến cho quý vị các thông tin được quan tâm nhất trong ngày. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện những biện pháp nhằm ngăn chặn cúm A5N1 xâm nhập. Khởi tố ba đối tượng với tội danh vi phạm điều 331 Bộ luật hình sự. Điều tra xử lý các đối tượng hành hung nữ nhân viên đường sắt liên hoan thả diều quốc tế tại Malaysia. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có công văn khẩn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố HCDC, Trung tâm Y tế quận huyện thành phố Thủ Đức, Phòng Y tế quận huyện thành phố Thủ Đức, các cơ sở khám chữa bệnh về việc tăng cường phòng chống bệnh cúm AH5N1. Công văn này được ban hành sau khi tỉnh Frey Veng của Campuchia, giáp biên giới Việt Nam, có cả tử vong do mắc cúm AH5N1. Sở Y tế đề nghị HCDC triển khai các biện pháp giám sát chặt người nhập cảnh đi, đến, ở từ vùng có dịch cúm AH5N1 và phối hợp với các trạm kiểm dịch động vật trong giám sát gia cầm thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu. Giám sát phát hiện sớm các trường hợp chùm ca bệnh, ổ dịch cúm và viêm hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng và các cơ sở y tế để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xác định nguyên nhân và triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế lây lan diện rộng. Truyền thông đến người dân về các biện pháp phát hiện, phòng chống bệnh cúm gia cầm tại cửa khẩu và tại cộng đồng. Sở y tế giao trung tâm y tế quận huyện thành phố Thủ Đức tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng đặc biệt chú ý đến các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi, đến, ở từ vùng dịch. Báo cáo ngay về HCDC để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, thực hiện các biện pháp truyền thông phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn quản lý. Ngày 24 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Đặng Anh Quân, Đặng Thị Hàng Đi và Trần Văn Sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với đặng Anh Quân, sinh năm 1978, hiện ở tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, là người đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Theo cơ quan điều tra Trước đó, trong các buổi livestream, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng, danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Hành vi của Đặng Anh Quân là giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Hành vi của Đặng Anh Quân đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đặng Thị Hàng Ni, sinh năm 1977, ngụ quận 7 và Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, ngụ quận Bình Thạnh, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố tiếp nhận thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng, tố cáo Đặng Thị Hàng Ni và Trần Văn Sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng. Xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định Đặng Thị Hàng Ni và Trần Văn Sĩ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh youtube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Nhiều năm qua, trung tâm cấp cứu 115 tại Đà Nẵng đã đưa vào vận hành mô hình cấp cứu ngoại viện. Mô hình này đã hỗ trợ thành công nhiều trường hợp giúp nạn nhân vượt qua những thời điểm sinh tử ngay trong những điều kiện khó khăn như là dịch bệnh, tai nạn giao thông hay là bão lũ. Sơ cấp cứu ban đầu đóng vai trò quan trọng để cứu sống nạn nhân. Do vậy, cấp cứu ngoài viện phải rút ngắn khoảng cách nhanh nhất, thời gian tiếp cận bệnh nhân sớm nhất, chuyển bệnh nhân đến bệnh viện an toàn. Mặc dù biết thì những cái trường hợp tai nạn giao thông hoặc những bệnh ở hiện trường có thể có cái nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng mà tụi em vẫn chấp nhận những cái rủi ro để mà có thể đảm bảo được an toàn tính mạng của bệnh nhân vì tính mạng của người dân là trên hết. Trung bình mỗi năm, 115 Đà Nẵng thực hiện hỗ trợ khoảng 16.000 trường hợp Mô hình cấp cứu ngoại viện cũng thực hiện tốt quy trình cấp cứu dập vàng đột quỵ, hồi sức tim phổi tại hiện trường. Vì cái đặc thù của cái cấp cứu ngoại viện đòi hỏi một cái, cái sự độc lập, cái sự tự tin và một cái kỹ năng rất là tốt. Mà nếu mà làm tốt thì người bệnh mình đem lại cho họ một cơ hội rất là lớn và cơ hội sống, một cơ hội trở lại người bình thường. Luôn bị áp lực về thời gian, tính chất và độ khó của công việc. Nhưng đội ngũ y tế của mô hình cấp cứu ngoại viện đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động sơ cấp cứu tại Đà Nẵng. Do thiếu đơn đặt hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam đã cắt giảm khoảng 2.000 lao động trong tháng 2 này. Để hỗ trợ người lao động bị cắt giảm chiều qua thì công ty đã thông báo chính sách chi trả hỗ trợ. Theo đó, tổng số tiền mà công ty này hỗ trợ lên đến 275 tỷ đồng, trong đó có những trường hợp được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, mỗi người lao động bị cắt giảm sẽ được hỗ trợ 0,8 tháng lương cho mỗi năm làm việc. Người thâm niên càng cao thì số tiền hỗ trợ càng lớn. Trường hợp hỗ trợ cao nhất lên tới 379 triệu đồng và thấp nhất là 12 triệu đồng. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 3 tới, 2.358 lao động bị cắt giảm này sẽ không phải đến nhà máy làm việc, nhưng vẫn được trả lương và đóng các khoản bảo hiểm xã hội đầy đủ. Đến cuối tháng 4, công ty Puyuan Việt Nam sẽ chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho nhóm bị chấm dứt hợp đồng lao động nói trên để thực hiện thủ tục hưởng các khoản trợ cấp từ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 4 tháng 2, lãnh đạo Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với công ty Puyen Việt Nam để nắm bắt tình hình. Các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai các giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc. Sâm Ngọc Linh là một loài thảo dược quý hiếm được tìm thấy ở vùng Trung Trung Bộ, nhưng tại vùng đất cao nguyên Lâm Đồng, mô hình trồng sâm Ngọc Linh của một nhà nông trẻ đã bắt đầu gặt hái được nhiều trái ngọt. Năm 2019, anh Trần Cao Nguyên đến xã Đà Trai, huyện Lạc Dương, mua 3.500 m vuông giường để phát triển mô hình sâm Ngọc Linh. Theo chủ vườn, dù đã tích lũy nhiều kinh nghiệm về loại cây này, nhưng thời gian đầu trồng ở Lạc Dương, anh vẫn bị thiệt hại như cây chết, cây bị nấm, chậm phát triển. Sau khoảng một năm, những cây sâm Ngọc Linh tại vườn của anh mới thực sự thích ứng phát triển. Trần Cao Nguyên chia sẻ, để đảm bảo độ ẩm cho sâm phát triển, anh lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động trên toàn bộ diện tích và dùng lá cây quay một phủ lên nền vườn. Hiện nay, mỗi năm dừng sâm Ngọc Linh của gia đình anh đạt từ 10.000 đến 15.000 hạt giống và ươm, cung ứng ra thị trường 8.000 cây. Trung bình mỗi năm thu hoạch khoảng 40 kg lá tươi, gần 100 kg củ. Giá trị dừng sâm là khoảng 10 tỷ đồng. Tiếp theo trong mạng an ninh trật tự. Điều tra vụ trưởng phòng công chứng bị đá vào mặt ở nơi làm việc. Mạo danh giáo viên tiếng Anh lừa hơn 500 triệu đồng. Tiếp theo là những thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, cộng đồng mạng xã hội ở thành phố Đà Nẵng rất bất bình sau khi xem đoạn clip về việc một nhóm thanh niên hành hung thô bạo với nữ nhân viên gác chắn đường sắt. Trước tình hình này, thì công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc để xác minh và làm rõ các đối tượng có liên quan, đồng thời xử lý nghiêm để trăng đe. Sau sự việc, nhóm thanh niên nói trên đã rời khỏi hiện trường, khiến lực lượng công an gặp không ít khó khăn. Bằng quyết tâm cao độ, đến tối ngày 20 tháng 2, các đối tượng có liên quan đã được xác định. Ba đối tượng gồm Dương Quang Tuấn, 39 tuổi, Huỳnh Quang Huy, 22 tuổi, cùng trú phường Chính Gián và Lương Huỳnh Minh Trí, 32 tuổi, trú phường Hòa Khê, được mời về trụ sở để hợp tác điều tra. Vụ việc xảy ra sau khi nữ nhân viên đường sắt đã hạ gác chắn để đảm bảo an toàn giao thông khi tàu chạy qua. Tại cơ quan công an, Tuấn và các đối tượng liên quan khai yêu cầu nữ nhân viên mở gác chắn lên nhưng không được đáp ứng nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên. Nên là qua cái vụ việc này cũng công an phường Vĩnh Giá cũng cảnh báo với lại tất cả mọi người dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, mình phải có cái cái sự kiềm chế bản thân, không để những cái hành vi nhỏ mà dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Vụ việc hiện đang được công an quận Thanh Khê thụ lý điều tra. Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn phim ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi bạo lực với một phụ nữ tại một văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, gây bức xúc dư luận. Cơ quan chức năng địa phương cho biết đang xác minh vụ việc. Theo xác minh ban đầu, đoạn clip trên được quay tại văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương ở khu trới 6, phường Hoành Bồ, nội dung cho thấy người đàn ông mặc áo xanh sọc trắng được cho tên là giờ đã liên tục nói nặng lời với chị tờ trưởng văn phòng công chứng nguyễn thị thương phản ứng với hành động trên chị vẫn lịch sự mời người đàn ông trên bình tĩnh và ngồi nói chuyện cụ thể tuy nhiên ông này đã có những hành vi không bình thường rồi đột ngột dùng chân đá vào mặt chị khiến chị phải nhập diện. ngay khi sự việc xảy ra đã có người lao vào can ngăn nhưng ông này vẫn to tiếng công an phường hoành bồ cho biết đã tiếp nhận thông tin và mời hai bên lên giải quyết Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lữ Thị Thu Thủy sinh năm 1986, thường trú tỉnh Con Tum về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, vào tháng 2 năm 2022, thông qua mạng xã hội, Thủy có quen biết và quan hệ tình cảm với ông TCH, trú tại thành phố Đà Nẵng, trong quá trình quen biết, Thủy dùng tên giả và tự nhận mình là giáo viên tiếng Anh tại một trường cấp 3 trên địa bàn. Thủy nói dối với ông H là mình đang đi học tại một trường chính trị và cần tiền đóng học phí. Qua đó, nhiều lần dây mượn tiền của ông H với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng. Toàn bộ số tiền dây mượn từ ông, Thủy đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết và không có khả năng chi trả. Ông H đã nhiều lần yêu cầu Thủy trả lại số tiền dây mượn, nhưng đối tượng không thực hiện việc trả nợ. Vì vậy, buộc ông phải tố cáo sự việc đến cơ quan điều tra. Được biết, nhiều nạn nhân khác của đối tượng này cũng đã tố giác đến cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tuấn Anh để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ công an, trưa ngày 25 tháng 2, Lê Tuấn Anh đến một tiệm vàng ở phường Đông Hải giả vờ mua hàng. Khi chủ tiệm đưa một lắc tay bằng vàng khoảng 2,2 lượng cho đối tượng xem, y liền cầm chiếc lắc tay bỏ chạy. Nhận được tin báo, sau 2 giờ truy xét, công an đã bắt được Tuấn Anh. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận thêm đã thực hiện một vụ cướp giật 1,1 lượng vàng của một tiệm vàng khác cũng tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm vào ngày 12 tháng 1. Tin vào lời dụ dỗ về cuộc sống giàu sang ở nước ngoài, nhiều hộ dân đã bán hết tài sản đưa cho bọn lừa đảo để vượt biên sang Campuchia và Thái Lan, nhưng sau đó tất cả đều vỡ mộng quay về với hai bàn tay trắng. Những trường hợp lừa đảo này đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cơ quan công an đã khởi tố 5 nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo này. Trong 8 ngày qua, công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ đưa 19 người đồng bào dân tộc thiểu số trở về địa phương an toàn. Cơ quan an ninh xác định Siêu Cheo dược biên năm 2013 là đối tượng cầm đầu. Có em gái là Siêu Hờ Bẻo, trú tại xã Chư Rờ Câm, huyện Chư Pu, móc nối với Cheo và một số đối tượng dùng mạng xã hội kết nối với một số hộ dân, người đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ dược biên sẽ có cuộc sống sung sướng. Để có tiền qua Thái Lan, gia đình anh Siêu Phương đã bán bò và gom hết tiền tiết kiệm, nộp vào tài khoản của Siêu Hờ Bẻo 78 triệu đồng. Chuyển tiền vào tài khoản của người mà nó chuyển cho mình là giờ mất tay trắng rồi, không còn gì nữa. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép, đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố và ra lệnh truy nã đối tượng siêu treo hiện đang trốn ở Thái Lan cũng về hai tội danh trên. Ngày 25 tháng 2, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tiến hành mời làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 2001 để làm rõ xử lý hành vi cung cấp thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền. Trước đó Ngọc trình báo công an là bị cướp nhưng sự thật không phải như vậy. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, Ngọc đến công an xã Phước Lập, huyện Tân Phước trình báo về việc, việc bị hai đối tượng chặn xe dùng dao uy hiếp cướp tài sản là 23 vòng đeo trọng lượng 13 chỉ vàng 18K trị giá khoảng 40 triệu đồng trên tuyến đường nông thôn thuộc ấp Mỹ Thành, xã Phước Lập, huyện Tân Phước. Qua công tác nghiệp vụ, công an huyện Tân Phước xác định tin báo bị cướp của Nguyễn Thị Ngọc là giả. Tại công an, Ngọc Khai do đầu tư vào tài khoản trên mạng với trò chơi rùa vàng thua lỗ, nên đã bán số vàng trên cho một tiệm vàng ở huyện Châu Thành với số tiền 41 triệu đồng để nạp tiền vào trò chơi và tự làm bị thương gia ở hai tay rồi đến công an báo thông tin giả bị cướp. Công an huyện Tân Phước chuyển vụ việc cho công an xã Phước Lập xử lý theo thẩm quyền. Ngay sau đây trong chương trình Cuộc thi mèo đẹp để vận động bảo vệ động vật chỉ chạy trong lễ hội ánh sáng lớn nhất châu Âu. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Khoác lên mình nhiều trang phục bằng các chất liệu hay kiểu dáng khác nhau, những chú mèo ở Bangladesh được chủ mang tới cuộc diễu hành. Đây là sự kiện trưng bày vẻ đẹp của loài thú bốn chân duyên dáng này diễn ra tại thủ đô Dhaka. Những chú mèo quá trang thành cầu thủ, có con đeo kính mát, mặc váy, Chào mừng đến cuộc thi sắc đẹp quy mô nhất dành cho loài mèo. Trong khi chờ đến lượt được diễu hành, một số thí sinh mèo tranh thủ nhấm nháp các món ăn mà chủ chúng đã nấu để tham dự cuộc thi. Ban đầu chúng tôi ước lượng số người đăng ký thi thấp hơn nên thuê sân khấu nhỏ hơn cái này. Khi có số người dự chính thức, chúng tôi buộc phải đổ sang chỗ có sân khấu lớn nhất. Có đến 900 chủ mèo mang con vật cưng đến thi, cuộc trình diễn thu hút khoảng 15.000 người vào cửa các nhà tổ chức mong muốn qua sự kiện trình diễn mèo này thành lập hiệp hội thú cưng xa hơn nữa là thúc đẩy hoạt động bảo vệ động vật ở bangladesh nước nam á này có nhiều mèo nuôi đặc biệt là ở nông thôn để bảo vệ lương thực tại thành thị mèo chủ yếu được nuôi như thú cưng trong tín ngưỡng đào hồi của nhiều cư dân bangladesh mèo là loài vật được nể trọng Liên hoan diều quốc tế lần thứ 25 vừa được tổ chức tại Malaysia. Lần đầu tiên từ năm 2019 khi bùng phát ra đại dịch Covid, liên hoan được tổ chức với 5 ngày lễ hội cùng các cuộc so tài với đủ kiểu diều lạ mắt. Những sinh vật biển khổng lồ được thổi căn phòng nhờ sức gió. Những nhân vật hoạt hình đặc sắc bay lượn bên trên cánh đồng Malaysia hôm 24 tháng 2 trong khuôn khổ liên hoan diều quốc tế lần thứ 25 trên 100 thí sinh đại diện cho 40 quốc gia và dùng lãnh thổ trong vòng 5 ngày tranh tài với nhau bằng những con diệu sặc sở, đôi khi mang hình thù lạ mắt. Người ta có thể gặp ở đây những con diều thể hiện gương mặt của ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng Sai. Một chú ngựa khổng lồ đang tung gió trên trời, nhân vật robot trong Transformer hay cả con bạch tuộc khổng lồ. Dịch bệnh đã khiến những người yêu cánh diều chúng tôi lâu ngày không gặp nhau. Giờ đây chúng tôi thấy như trở về nhà mình. Khách đến xem thi thả diều không chỉ là trẻ em mà có cả người lớn, những người muốn sống lại kỷ niệm tuổi thơ với cánh diều. Tôi trình diễn diều cùng gấu thét, dinh dự với chúng tôi là thấy được nụ cười trên mặt mọi người. Gần 2.000 người đã tham gia cuộc thi chạy ánh sáng trong lễ hội ánh sáng lớn nhất châu Âu đang diễn ra tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Quãng đường chạy dài 8 km do Trung tâm Kiến trúc sư Đan Mạch tổ chức những người tham gia được tặng một dây đèn LED dài 4 mét để đeo trong suốt cuộc đua. Họ sẽ vượt qua 21 trong số khoảng 55 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt chiếu sáng được trưng bày tại nhiều địa điểm trong khắp thành phố. Ban tổ chức lên kế hoạch rất tốt để chúng tôi có thể nhìn ngắm được nhiều địa điểm khác nhau. Trái tim này đang thể hiện tình yêu và nguồn năng lượng ở đây. Bất chấp thời tiết và mọi thứ, mọi người vẫn đến đây gặp gỡ bạn bè và đi bộ xung quanh. Tất cả các con đường trong thành phố đều chật kín người. Tháng 2 hàng năm ở Đan Mạch là một trong những tháng có thời gian ban đêm dài hơn ban ngày. Đây là năm thứ sáu lễ hội ánh sáng Copenhagen diễn ra với các tác phẩm được trưng bày bởi các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Những cây cầu, tòa nhà và các công trình kiến trúc nghệ thuật sẽ thắp sáng thủ đô Đan Mạch trong 23 ngày diễn ra lễ hội. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình 60 giây sáng ngày 26 tháng 2. Xin kính chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật ấm áp, vui vẻ để tái tạo năng lượng cho một tuần làm việc mới. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18h30 phút hôm nay trên kênh HTV7 và HTV9. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt.